Quang Trung xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với Mình Ăn Trưa Nhé. Mình Ăn Trưa Nhé được phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay, một chủ nhật nữa chúng ta lại được ngồi cùng nhau, lại được cùng nhau có những câu chuyện rất là vui, rất là thú vị bên cạnh những món ăn hết sức đặc sắc. Và 6 người chơi của chúng ta hôm nay là ai? Xin cùng chào đón họ nha. Và đây, 6 người chơi hết sức dễ thương của chúng ta trong trưa ngày hôm nay. Vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Bây giờ chúng ta hãy cùng giới thiệu sơ về mình cho khán giả hiểu thêm nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Xuân Thứ. Thì ngoài làm con quan trò giỏi thì người ta hay gọi mình là thầy đờn. Các bạn biết đó, Thứ cũng là thầy đờn của Trung. Rồi, tiếp theo. Xin chào các bạn, mình là Ngân Ly. Hiện tại mình là đang là người mẫu. Thì mọi người lúc nào cũng khen mình là đẹp trai chứ không có đẹp gái. Vậy mình mới lạ. Đó, tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Chí Thành và người danh là Phạm Chí Thành. Ngoài nấu ăn ngon thì mình còn là ca sĩ tự do. Trời ơi, nấu ăn ngon nha, cái này nhớ nha. Rồi, bên này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Linh Đan. Hiện em đang là diễn viên, nhưng mà hơi ít phim. Sao buồn vậy? Trời ơi, có gì đâu. Mình từ từ, hiểu không? Mình còn trẻ mà, mình còn rất là nhiều cơ hội trước mắt nữa. Rồi, tiếp theo nè. Xin chào tất cả mọi người, em là Như Hesi và em là một streamer tự do. Rồi, tiếp theo. Cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tâm Chibi. Mình hiện tại đang là MC, mẫu ảnh và diễn viên. Và gửi tới một tí lời tới với những bạn nào đang xem sóng truyền hình đó là mình hiện tại đang độc thân. Mình hiện tại đang độc thân. Mình hiện tại đang độc thân. Ôi trời đất ơi. Mình hẹn hò nhé hả cả nhà? Rồi, thính bài tứ tung vậy nè ta. Rồi, 6 người chơi rất là dễ thương. Hôm nay là mình đã chia đội sẵn rồi đúng không? Không biết là mình có đặt tên đội cho mình chưa nè. Rồi anh. Rồi, bên mình đội gì? Đội tóc tém. Tém. Rồi. Ủa cái này đâu phải tém đâu, cái này là ngắn rồi mà. Cũng tém nhẹ lên á. Tém có tóc vô đúng không? Rồi, bên này tóc tém, bên này mình tóc gì? Tóc dài. Tóc dài mà mình cột lên rồi. Để mình xả này nó mới thể hiện rõ cái tinh thần đội mình, thấy không? Rồi bây giờ mình tóc tém nè với tóc dài, mình cùng nhau cử một người lên, mình đoánh tù xì coi là ai sẽ giành chiến thắng. Đoánh tù xì đi. Đó, lên luôn. Chị lên đây em đi. Vô. Đoánh tù xì. Rồi. Tóc dài thắng. Bây giờ tóc dài muốn tóc dài thi trước hay là tóc tém thi trước nè? Tóc tém thi trước. Tóc tém thi trước đúng không? Đó. Bây giờ sẽ cùng tóc tém, tóc dài và tóc vừa mình đến với vòng thi đầu tiên mang tới là đi chợ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên đi chợ của đội tóc ngắn. Xin mời tóc dài mình hỗ trợ bạn nha. Anh mới nói gì vậy? Cố lên em. Hả? Cố lên. Mì lẩu tôm ớt xanh. Mì gì? Mì gì? Mì lẩu tôm ớt xanh. Rồi xong. Mì lẩu tôm. Mì lẩu tôm chua cay. Gì nhiều vậy? Mì lẩu tôm gì? Chua. Mì lẩu tôm chua cay. Mì lẩu tôm chua cay. Ôi trời. Trời xuất sắc quá. Bột cốt dừa. Cái gì, cái gì? Bột cốt dừa. Bột. Ba lần hết rồi. Bột gì? Hết ba lần rồi. Hết ba lần rồi, mấy bạn quy định ba lần thôi. Ba lần rồi hả? Bột. Bột. Chiên. Bột chiên giò. Trứng. Bột chiên trứng. Bột chiên trứng. Cá nục sốt cà. Cá nục sốt cà. Gông cha là gì vậy? Vô. Tự nhiên cá nục gông cha là gì? Gì vậy? Cá gì? Cá nục. Cá nục. Cá nục. Hết chưa? Hết chưa? Cái sao là gông cha gì á? Cá nục là được rồi. Cá nục. Mà tìm cái gì có cá nục á? Cá nục. Lá mùi tây khô. Lá mùi tây khô. Cái gì? Lá gì? Gì? Lá. 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 Cái lá. Muối. Lá muối. Tây Ninh. Gì? Tây Ninh. Ủa? Muối Tây Ninh. Muối Tây Ninh. Ờ. Muối. Muối Tây Ninh. Ok. Cái gì nữa? Hiểu nhau quá, đồn đồ hiểu nhau quá. Bánh gạo vị ngọt dịu. Bánh gạo vị ngọt dịu. Bánh. Bánh. Gạo. Bánh gạo. Hả? Đùi gà. Soda chanh. Chính xác. Ok.
bé là chuyện hay. Soda chanh. Gì? Soda chanh đường. Soda chanh đường đúng không? Bỏ chữ đường đi. Soda thôi hả? Soda chanh. Rõ ẹt vậy trời. Soda thôi. Lấy soda thôi. Soda. Đừng lấy chanh nhé. Trà xăm mật ong. Trà xăm mật ong. Cái gì tẩm mật ong? Trà xăm. Thôi. Chín. Mật ong. Mật ong. Ừ. Bảy. Mật ong chưa? Sáu. Lẹ đi, lẹ đi. Mật ong. Năm. Mật. Bốn. Mật ong. Ba. Mật ong. Mật ong. Hai. Mật ong. Một. Không, hết giờ. Và kết quả của vòng đi chợ của đội tóc ngắn như sau. Vợt đầu tiên, món đầu tiên mình cần phải tìm đó chính là mì lẩu tôm ớt xanh. Không phải mì lẩu tôm chua cay. Nhưng mà mình tìm đúng gì? Mì lẩu tôm chua cay rồi. Lẩu tôm ớt xanh khác hả? Lẩu tôm ớt xanh khác. Cái mà mọi người nghĩ là bột chiên trứng á, thật ra nó là bột cốt dừa. Bột cốt? Ủa? Lấy bột chiên giòn hả? Tiếp theo, cá nục sốt cà. Ai nghe ra cá nục trà sữa đồ này kia rất là hay. Cá nục nông trà. Nhưng mà bạn mình rất là nhanh trí tìm cá nục. Đây, cá nục sốt cà chính xác. Một đáp án đầu tiên. Hay quá tiếp bạn theo, ơi. Lá mùi tây khô. Nghe ra lá muối tây ninh. Lá muối tây ninh. Rồi, có muối tây ninh không? Không, lấy muối tiêu. Lấy muối tiêu đỏ. Rồi, sai luôn nha cả nhà. Lá mùi tây khô mới chính xác. Tiếp theo, bánh gạo vị ngọt dịu. Mình lấy đó. Bánh gạo vị gì đây? Cái này bánh gạo vị ngọt không dịu nha. Giỡn thôi, bị ngọt dịu. Đúng không anh? Ghê vậy, ghê vậy. Rồi, chính xác, đáp án thứ hai. Bánh gạo nhưng có lớp đường hết trơn đúng không? Tiếp theo nè, snack đùi gà. Mình nghe ra snack soda. Chanh. Cái chuyện cho bạn mình, cái soda chanh. Soda thôi, không có chanh luôn đúng không? Có soda cùng, đó. Cụ đế hay gì đây? Gì đây? Bảy ức. Cái này nước trắng thôi. Rồi, coi như sai luôn nha. Tiếp theo, cái cuối cùng của mình mà mình nghĩ là mì ống đó. Mà mình truyền qua truyền lại mật ong, mì ống đó thực ra nó là trà xanh mật ong mới chính xác. Mình kêu mật ong. Rồi. Như vậy là chúng ta có tới 4 món lấy dư và lấy không chính xác. Thì nhân 500 ngàn mỗi món thì bây giờ mình ra 5 món là 2 triệu rưỡi. Rồi, không sao hết. Mình có được 2 món đáp án chính xác rồi. Bây giờ mình chờ xem đội bạn mình được bao nhiêu đáp án chính xác. Nếu đội nào cao hơn sẽ được 1 điểm cho vòng này. Và bây giờ tiếp đến phần đi chợ của đội tóc dài. Bây giờ hãy cùng xem tóc dài đi chợ như thế nào nha. Mời tóc ngắn. Bánh gù tê. Bánh gù tê. Rồi xong rồi, xong rồi. Không biết gì luôn á. Không nghe được luôn á. Nè nè, mình giảng nhẹ ra nha. Mình giảng nhẹ ra nè. Bánh, bánh. Bánh gù tê. Mì á. Sao? Bánh gù tê. Bỏ từ khác. Cho từ khác đó. Khá luôn. Đã không quế. Lá hung quế. Quế là cái gì? Còn gần nữa. Lá hung quế. Hung quế. Ông quê, ông quê. Ông quê, quê. Ừ, ông quê, ông quê. Ông quê là cái gì ta? Cái ống hả? Tiếp nè. Mì trộn sốt spaghetti. Mì sốt spaghetti. Mì spaghetti. Rồi, mì spaghetti. Mì spaghetti. Ok. Rồi, tiếp. Tương ớt wasabi. Tương ớt wasabi. Bia. Bia. Ê. Gông biển. Gông biển. Hả? Gông biển. Trong biển. Gông biển. Phở bò sốt trong đèn. Nói lại. Phở bò sốt. Phở bò sốt. Phở bò sốt chua cay. Phở bò sốt chua cay. Dầu hào chan. Dầu hào chan. Không biết luôn. Lấy đại đi, không biết nữa, không biết nữa. Dầu hào chay. Không, bỏ tay đi thôi. Trời, tôi đọc đàng hoàng vậy thôi. Cái gì? Hình như là cái gì lẩu lẩu hay cái gì đó, cay cay gì đó. Cái gì đó mà cay. Bánh dày. Bánh dày. Rồi, tiếp theo. Hạt điều màu. Hạt điều màu. 10 giây nha, 10 giây. 10. 9. 8. Lấy một chai nước đi. Hả? Không. Nước gì cũng được. Một chai nước từ như vậy. Nước ngọt. Lấy nước.
gái tóc dài của chúng ta đi chợ cũng khá là nhuần nhuyễn ha. Rất là hiểu ý đồng đội và đem về được rất là nhiều những món ăn khác nhau, những thực phẩm, các nguyên liệu khác nhau. Bây giờ mình sẽ xem kết quả là như thế nào. Đầu tiên, bánh gote thì sau 5 lần mấy lượt đọc tới đọc lui đổi người thì các bạn đã bỏ qua, không có tìm được bánh gote. Rồi tiếp theo là lá húng quế, thì mình nghe ra húng quế nhưng mình truyền của bạn, cuối cùng thì bạn truyền cho bạn đi lấy lại là ống que. Mình có tìm được cái gì ống que không nè? Mình lấy bánh lúa mì, không phải ống que luôn, cũng không phải lá húng quế luôn, coi như là sai nha cả nhà. Tiếp theo là mì trộn sốt spaghetti thì mình nghe được ngay đó, mình có lấy được không? Không, em tưởng là cái sợi spaghetti, em kiếm cái sợi mì. Như vậy là mình đã truyền đúng chính xác nhưng mà bạn mình không tìm ra, cho nên là mình cũng không ghi được đáp án luôn. Tiếp theo, tương ớt wasabi. Trời. Rồi mình nghe ra bia, rong biển, rồi cuối cùng mình lấy được rong biển hay là cái gì không nè? Đây bánh phở. Đây bánh phở, rồi bánh phở của mình sai luôn nha cả nhà nha. Tiếp theo, cái gì mà mọi người nghĩ là cay cay đó mà cuối cùng bạn truyền qua là bánh dày thì nó là dầu hào chay. Trời ơi, dầu hào chay không có bánh dày cho nên lấy bánh chưng đỏ nè cả nhà. Dạ, bánh chưng. Tiếp theo là phở trộn bò sốt tương đen, mình có tìm được không nè? À, mình tìm được bún bò Huế, hay quá cả nhà ơi, sai luôn. Rồi cái cuối cùng mà mình tìm được, ủa trời đất ơi, rượu đế nữa đây, còn sao rượu đế nữa, sao mà hai đội bên đây muốn nhậu phải không? Buổi trưa mình không có nhậu được, mình ăn mình sương sương với nhau đó. Cái mình cần tìm phải là hạt điều màu, trời không ơi, dính dáng gì tới nước ngọt cả. Rồi như vậy là mình ghi được 1, 2, 3, 4, 5 đáp án sai nha cả nhà. 5 x 500 là 2,5 triệu nha cả nhà. Vậy là tạm thời bên mình sẽ dẫn trước 1 điểm của vòng đi chợ. Và bây giờ sẽ cùng hai đội tiến vào vòng trong là vòng gọi món.